Vâng, xin chào quý khách hàng đã đến với kênh của Thế Giới Gỗ Quý. Và ngày hôm nay em xin tiếp tục giới thiệu cho các bác một sản phẩm bên em. Đó chính là kệ Louis Hoàng Gia gỗ hương đá. Vâng, như các bác đã biết đây, gỗ hương đá thì nó rất chi là bền và rất chi là nhiều vân, mà giá thành của nó lại hợp lý ạ. Sau đây em xin đi chi tiết vào sản phẩm. Kệ Louis Hoàng Gia hoa hồng này có kích thước là 2m2 ạ, 2m2, và chiều sâu của nó là 46. Chiều sâu của mặt kệ là 46 và chiều cao lên là 67 ạ. Bên em là đục hàng, đây là đục hàng trơn nhá. Hàng kiểu cánh khung gương, hoa hồng bản thừng, ở giữa là để trơn cho nó dễ lau chùi. Và đây cột, cột hoa la tây, cột này là 4 phân nhá. Ở chỗ trên này là 6 phân ạ. Đây ạ. Liền luôn, cột là liền luôn ạ. Chân là chân đục hoa hồng ạ. Đây ạ. Chân đục bẹ, đục hoa lá tây, hoa hồng. Ngăn kéo đục đây ạ. Hàng rất chi là, đây em xin quay chi tiết luôn ạ. Đây, hồi luôn đây ạ. Đấy, hồi vân đẹp luôn ạ. Đây em mở luôn cho ở trong luôn đấy ạ. Đấy, trong cũng đẹp này. Các bác nhìn thấy chưa? Đây ạ. Đây. Trong ngoài như nhau, nhà em làm sạch sẽ nhá. Làm sạch sẽ trong ngoài như nhau, hai ngăn kéo rất tiện để cho các thứ này. Đây là để cái này để trong này âm ly được. Âm ly thoải mái này. Bộ kệ tivi này thì không phù hợp với tất cả mọi loại tivi nhá. Không lo kích thước. Hàng thì vân đẹp luôn này ạ. Hàng nhà em hạ hương đá lên nó rất chi là nhiều vân và độ bền của nó rất chi là cao. Đây ạ. Đằng sau luôn này ạ. Nếu các bác nào có yêu quý thì cho em xin một nút like, một nút share, một nút đăng ký kênh. Công ty của em là công ty đối diện công ty giày da thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội ạ. Nếu mà các bác mà có muốn tham khảo ý kiến thì hay là đi về tận nơi xưởng sản xuất nhà em thì search Google thế giới đồ gỗ.com là ra như ạ. Và các bác biết mua hàng nhà em nhiều thì biết rồi đấy. Chế độ bảo hành của bên em là độ 1 đổi 1. Nếu mà các bác mà không ưng, thích đổi sang bộ sản phẩm đẹp hơn hoặc là đổi mẫu khác thì bên nhà em là đổi một trong vòng 30 ngày và bảo hành là 5 năm, bảo trì là trọn đời, miễn phí 30 km. Năm nay nhà em miễn phí là 50 km luôn ạ. 50 km miễn phí, bán kính trong vòng 50 km nha các bác nhá. Vâng, nếu mà các bác nào mà có thì là cho em xin một nút like, một nút share, một nút đăng ký kênh. Em xin nhắc lại, công ty của em là công ty đối diện công ty giày da thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.